Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Công an tỉnh Lai Châu nhận được tin báo về một xác chết nữ giới tại khu vực Bồi Bài, bản Lùng Than, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật Hình sự ngay lập tức lên đường đến hiện trường. Nạn nhân được xác định là bà Phan San Mẩy, sinh năm 1951, sống tại bản Lùng Than trong tư thế nằm ngửa. Dưới một khe nước cản chạy dọc từ trên đồi xuống rộng khoảng 1,5 đến 2 mét, có độ dốc cao. Tổ công tác nhận định hiện trường có sự xáo trộn, nhiều khả năng trước đó có sự giằng co, vật lộn giữa nạn nhân với một đối tượng khác. Hiện trường thì cách bản khoảng 150 mét đi lên đồi, thì tại hiện trường thì là cái khu vực trồng xen kẽ giữa sắn và lúa, có nhiều vết trượt kéo dài và có cả vết máu trên những lá chuối khô ở gần đó. Bụi sắn đổ dạp hết về từ theo hướng từ trên bờ hào xuống dưới hào. Tử thi lại nằm ở tư thế nằm, lại có đất, nhiều đất đá che phủ lên người. Quanh đấy là có rất nhiều là cá to là tầm bằng bàn tay này, dính rất nhiều máu. Với những dấu vết bất thường như vậy, tổ công tác đã nhận định đây là một vụ án mạng. Lực lượng kỹ thuật hình sự ngay lập tức tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Trước đó, Công an huyện Phong Thổ và các lực lượng chức năng trên địa bàn đã làm tốt công tác bảo vệ, nên hiện trường vụ án được giữ nguyên vẹn, rất thuận lợi cho việc thu giữ các vật chứng, dấu vết. Tại hiện trường, kỹ thuật hình sự đã thu thập được một số mẫu vật sau. Một đôi dép tổ ong màu trắng cỡ mờ. Trước bên trái có dính vết dịch màu đỏ máu trên diện tích 6 x 2cm. Một cán ô bằng gỗ và nhựa có bám dính chất màu nâu dài 4,5cm. Ba hòn đá, mỗi hòn có kích thước lần lượt là 25 x 19 x 9,5cm, 17 x 13 x 12cm, 21 x 20 x 12cm. Một số vận dụng khác của nạn nhân như áo vải, túi vải, quần đùi, quần dài có dính vết máu. Công tác khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị vỡ xương hốc mắt, gãy 3 răng cửa, gãy xương ức, gãy 5 xương sườn bên phải và 9 xương sườn bên trái. Toàn bộ mẫu vật thu thập được tại hiện trường nhanh chóng được chuyển về Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để thực hiện công tác giám định. Song song với đó, gần 30 cán bộ chiến sĩ đã thực hiện rà soát, mở rộng tìm kiếm quanh khu vực hiện trường nhằm thu thập thêm các chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra. Tuy nhiên, sau một ngày tìm kiếm, không phát hiện ra bất cứ manh mối nào của đối tượng. Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét mang bí số 619G, huy động nhiều cán bộ có kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự, phối hợp với Tổ công tác của Cục Hình sự, Công an huyện Phong Thổ, Đồn Biên phòng Giao San tập trung xây dựng các biện pháp đấu tranh. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, có thể nạn nhân bị giết khi đi lên nương, không mang theo tài sản có giá trị, nên Ban chuyên án đã quyết định tập trung hướng điều tra vào giả thuyết giết người do mâu thuẫn thù tức cá nhân. Trở lại với hiện trường vụ án, đó là một địa điểm trên đồi cao, không có nhà dân, ít người qua lại. Cái khu vực mà gây án ở trên cái lán nương của cái bà Mẩy, thì để vào được lán nương thì phải đi qua cái bản Lùng Than. Cái bản Lùng Than thì chúng tôi nhận định là vào cái lúc buổi chiều hôm đấy thì nếu đối tượng ngoài thì mà lọt vào vòng trong thì rất là khó lọt. Đấy thì dễ phát hiện tại người dân ở nhà hết. Mà ngày hôm đấy thì có một cái nhà dân họ đang làm nhà ở khu vực đấy. Thế cho nên là nếu mà đi vào đấy thì người lạ vào phát hiện được. Thì ban chuyên án chúng tôi nhận định rằng là chỉ có đối tượng ở trong bản là giết bà Mẩy này. Từ nhận định này, nhiều mũi công tác được phân công vào thâm nhập vào bản Lùng Than. Một mũi đi sâu khai thác, dựng lên các mối quan hệ của nạn nhân trong cuộc sống hàng ngày.
một mũi bí mật thâm nhập vào nguồn thông tin từ người dân với những chi tiết liên quan đến vụ án. Đồng thời, ban chuyên án cũng phối hợp chặt chẽ với trạm biên phòng Lùng Than đóng trên địa bàn để rà soát, dựng các đối tượng trong diện nghi vấn. Cũng trong ngày 21 tháng 6, một buổi họp dân được tổ chức ngay tại bản. Mục đích của buổi họp này là nhằm tuyên truyền, vận động người dân cung cấp những thông tin về các đối tượng có biểu hiện bất thường, nghi vấn liên quan đến cái chết của bà Phan San Mẩy. Sau khi đồng loạt áp dụng các biện pháp điều tra vừa công khai vừa bí mật, chỉ sau một ngày, ban chuyên án đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị và khoanh vùng được một số đối tượng nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của lực lượng công an. Bên cạnh đó, mũi trinh sát dựng lên mối quan hệ của nạn nhân cũng nắm được các thông tin bà Mẩy là người hiền lành, không có mâu thuẫn với bà con hàng xóm. Tuy nhiên, có một thông tin rất đáng lưu ý, đó là giữa bà Mẩy và vợ chồng người con trai là Tẩn Văn Khai, con dâu Tẩn Ú Mẩy, có một số mâu thuẫn xung đột rất nặng nề xung quanh việc tranh chấp đất nương. Trước khi bà Mẩy chết không lâu, vợ chồng Tẩn Văn Khai đã dọn ra làm nhà ở riêng. Đặc biệt, một quần chúng thông tin, ngay sau khi bà Mẩy chết, Tẩn Văn Khai đã vội chạy về nhà mẹ lấy đi số tiền tiết kiệm mà bà Mẩy đã cất. Sau khi làm phương án loại trừ những đối tượng nghi vấn khác trên địa bàn, vợ chồng Tẩn Văn Khai và Tẩn Ú Mẩy được xếp vào diện tình nghi số 1 ở thời điểm này. Cơ quan điều tra đã mời vợ chồng Tẩn Văn Khai và Tẩn Ú Mẩy lên làm việc. Tại đây, Khai và Mẩy được tách ra để đấu tranh riêng thành hai mũi, thế nhưng lời khai của Khai và Mẩy lại trùng khớp với nhau. Vào ngày hôm đó thì là vợ chồng lại ở nhà và có nhờ bốn người khác ở trong bản để tiến hành làm nhà, xây kè của sân nhà. Thì trong cái khoảng thời gian cả từ buổi sáng đến khi mà có người báo với cho gia đình biết là phát hiện thấy xác mẹ nằm ở trên đồi ấy, thì cả bốn trường hợp này nó không có một khoảng thời gian nào bất minh, có đủ căn cứ để chúng tôi loại trừ hai trường hợp này ra diện nghi vấn. Như vậy, diễn biến của vụ án đến thời điểm này chưa hề có dấu hiệu khởi sắc. Ngày 24 tháng 6 năm 2019, ban chuyên án nhận được kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an. Trên áo của Phan San Mẩy thu được ở hiện trường vụ án, ngoài vết máu của nạn nhân, còn có một vết máu lạ. Đây có thể nói là tia sáng hé lên giữa bức tranh chung còn đang tương đối mơ hồ về vụ án lúc này. Nhiều khả năng vết máu này chính là dấu vết mà hung thủ vô tình để lại trong quá trình giết nạn nhân. Kết hợp với nhận định khoanh vùng, hung thủ rất có thể là người sống tại bản Lùng Than, ban chuyên án đã tính toán và đưa ra một quyết định mang tính bước ngoặt, đó là tổ chức thu thập toàn bộ mẫu ADN của người dân trong bản để so sánh đối chiếu với mẫu ADN từ vết máu lạ trên vật chứng để lại hiện trường. Tôi mới chia thành 4 tổ, mỗi một tổ khoảng 3-4 đồng chí. Bây giờ tôi cho tập trung đi lấy cái mẫu tóc, kiểm tra từng nhà một này, nhà này có bao nhiêu khẩu. Với thứ hai nên là từ trước đây mấy ngày là có những ai đến lưu trú ở tại nhà mình thì cũng phải trình báo ngay. Khi mà chúng tôi xác minh được những cái trường hợp nào mà ngoại phạm thì chúng tôi loại ra, còn những trường hợp nào mà chúng tôi chưa xác định ngoại phạm thì vẫn phải để đấy, để trong cái diện thì chúng tôi còn phải xác minh. Những mẫu thu được, tổ công tác lại phân công cán bộ ngay lập tức xuống Hà Nội phối hợp với Viện Khoa học Hình sự để có thể giám định sớm nhất. Sau nhiều lần đi đi về về cung đường Lùng San Hà Nội, cuối cùng ban chuyên án cũng đã nhận được kết quả rất đáng mừng. Đó là mẫu ADN thu được tại gia đình ông Phan Chiên Khai và bà Phan Tà Mẩy có cùng huyết thống là bố đẻ, mẹ đẻ, với mẫu ADN thu được trên áo của nạn nhân trước đó. Lúc này toàn bộ các mũi đấu tranh lại tập trung vào gia đình ông Phan Chiên Khai. Ông Phan Chiên Khai có tất cả 4 người con trai. Bằng phương pháp loại trừ và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh khác,
lực lượng công an đã loại trừ con trai út chưa đầy 10 tuổi và người con trai khác sang Trung Quốc làm thuê đã lâu ra khỏi diện nghi vấn. Còn lại Phan Láo Tà và Phan Láo Lở. Đây rất có thể là những cái tên hé lộ cho chuyên án này. Các mũi trinh sát tiếp tục tung quân vào Lùng San để thu thập thông tin về Phan Láo Tà và Phan Láo Lở. Thời điểm này chỉ có Phan Láo Tà ở nhà, còn Phan Láo Lở đi đâu chưa rõ. Đặc biệt lúc này, nhân chứng người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân có cung cấp thêm cho cơ quan điều tra một manh mối rất quan trọng, đó là vào buổi chiều phát hiện ra nạn nhân chết, bà có nhìn thấy Phan Láo Tà đi hái ổi ở gần khu vực hiện trường. Phan Láo Tà ngay lập tức được mời lên trạm biên phòng Lùng Than để làm việc với cơ quan điều tra. Đây là đối tượng sử dụng chất cấm trên địa bàn, đã từng có một tiền án. Nhưng cháu là người trèo cái ổi. Vâng. Tà một mực khẳng định sau khi hái ổi xong, Tà đi thẳng về nhà. Ban chuyên án đã đấu tranh với Tà rất nhiều và tiến hành xác minh lời khai của Tà, nhưng cũng chưa thu được bằng chứng nào để chứng minh Tà có liên quan trực tiếp đến cái chết của bà Mẩy. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Tà bất ngờ bột phát ra một câu nói rất đáng chú ý, khiến những điều tra viên dày dặn kinh nghiệm không thể không lưu tâm. Trong quá trình đấu tranh thì nó lại có một cái thông tin thế này. Láo Tà nó bảo chú Kiên này, bắt thằng Lở đi. Bảo thằng Lở là sao bắt nó? Thế nó cũng lập luận, đấy, cũng có lý, nó bảo là thế tại sao thằng Lở nó lại chảy máu tay? Mà tại sao nó lại trốn đi Trung Quốc? Thế là ban chuyên án cũng có một cái suy nghĩ và định hướng. Cái nó nói thế thì không phải là để loại trừ nó ra, nhưng mà cái quan trọng của ban chuyên án là định hướng sang cái thằng Lở. Đúng không? Thằng Lở. Thì lúc đấy là rất củng cố niềm tin sang bên thằng Lở. Ban chuyên án đặc biệt chú ý đến hai chi tiết, đó là Phan Láo Lở bị chảy máu ở tay và Lở không có mặt ở nhà sau cái chết của bà Mẩy. Lở đi đâu, làm gì, người trong gia đình không nắm được. Sự biến mất của Lở lúc này là ngẫu nhiên, tình cờ hay có liên quan tới cái chết của nạn nhân Phan San Mẩy. Song song với quá trình thu thập thông tin và đấu tranh với Tà, các mũi trinh sát xác định về Lở cũng thu thập được một số thông tin từ quần chúng nhân dân trong bản Lùng Than. Phan Láo Lở, mặc dù không nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của công an địa phương, song lại là kẻ khiến rất nhiều người dân trong bản phải kinh sợ bởi hắn có tính côn đồ. Đặc biệt với những kinh nghiệm dày dạn trong việc thâm nhập địa bàn, các trinh sát xác minh được việc bị thương ở tay là có thật. Quần chúng nhân dân cung cấp là vào tối ngày 20 tháng 6 năm 2019, đối tượng Phan Láo Lở có bị một vết thương tại khuỷu tay phải và có nhờ em trai ruột là Phan Láo U và hàng xóm là Phan Vân Khai đã băng bó vết thương tại khuỷu tay phải. Chúng tôi đã tiến hành dựng đối tượng là đối tượng chính luôn, gần như là đối tượng này là dựng đối tượng cuối. Và cũng tập trung hết tất cả các lực lượng để truy tìm đối tượng này. Ban chuyên án chỉ đạo bằng các biện pháp nghiệp vụ giám sát mọi mối quan hệ từ gia đình, xã hội để truy tìm tung tích của Lở, song không hề có bất kỳ một thông tin nào về nơi ẩn náu của hắn. Bản Lùng Than là địa điểm biên giới, chỉ cách xã Xì Lì Xuân của huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc một con suối. Trước sự mất dấu hoàn toàn của Phan Láo Lở, ban chuyên án nhận định nhiều khả năng Lở đã trốn sang Trung Quốc. Thời điểm này bên phía Trung Quốc đang xây dựng bờ kè dọc con suối biên, rất nhiều người dân ở bản Lùng Than hàng ngày vẫn sang làm thuê. Nắm được quy luật sinh hoạt và làm việc này, công an tỉnh Lai Châu đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tố giác tội phạm. Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan điều tra một thông tin rất quý giá. Đó là họ nhìn thấy Phan Láo Lở tại nhà một người Mông tên là Vàng A Gia ở bên Trung Quốc. Những thông tin này cho thấy nhận định Lở đang trốn sang Trung Quốc là hoàn toàn có cơ sở.
Ngay lúc đó là tôi điện ngay cho huyện Phong Thổ, chỉ đạo con huyện Phong Thổ là cho sĩ quan liên lạc bằng đường dây nóng thông tin ngay sang cho cục công an Bình. Đấy, truy cho tôi cái trường hợp là Phan Lão Lở. Khi công an Kim Bình thực hiện tuần tra truy tìm thì Lở đã biến mất khỏi nhà Vàng A Gia. Đồng thời lúc này ban chuyên án lại nhận được thông tin Lở đang có ý định trốn sang Myanmar. Nhận thấy tình huống thực sự cấp bách, công an tỉnh Lai Châu đã thành lập một tổ công tác sang cửa khẩu Ma Lủ Thàng, hội ý trực tiếp với cục công an Kim Bình Trung Quốc để phía bạn truy bắt khẩn cấp Phan Lão Lở, ngăn chặn không để Lở có cơ hội trốn sang Myanmar. Bên cạnh đó, ban chuyên án cũng chỉ đạo siết chặt biện pháp giám sát bí mật đối với gia đình Lở, bởi xác định Lở không thể cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người nhà. Quả đúng như dự đoán, các trinh sát đã phát hiện Lở vẫn bí mật liên lạc với mẹ bằng điện thoại. Ngay lập tức, ban chuyên án đã lên kế hoạch câu nhử để đối tượng về Việt Nam. Được biết hàng ngày ở nhà Lở rất thân thiết với người em trai út là Phan Lao U, ban chuyên án đã tìm cách thuyết phục U gọi điện vận động anh trai trở về, đồng thời cử một cán bộ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lai Châu là người dân tộc Dao lên phương án liên lạc sang cho Lở để giáo dục thuyết phục đối tượng. Để thúc đẩy Lở nhanh chóng về nước, ban chuyên án đã tiếp tục trao đổi thông tin với công an Kim Bình, Trung Quốc, tiến hành mạnh mẽ các biện pháp để đuổi Lở ra khỏi địa bàn. Biết không thể tiếp tục ẩn náu tại đây, lại không có tiền để sang Myanmar lẩn trốn ngay, Lở đã đưa ra một số yêu cầu trước khi hắn đồng ý về nước. Tôi nói chuyện tâm sự với Lở thì Lở đã nói với tôi những nhu cầu cần thiết như cơm, thức ăn và tiền. Thì tôi cũng hỏi Lở là đến địa điểm nào để gặp Lở, thì Lở có nói với tôi là đến cột mốc số 68 thuộc đường Vành Đai của Việt Nam. Để đối tượng không nghi ngờ, ban chuyên án đã giao cán bộ chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng theo yêu cầu của Lở. Đúng ngày hẹn, đồng chí Hoàng Sơn, cán bộ ban chuyên án, đã đưa Phan Lao U đến điểm hẹn để đón Lở. Mặt khác, ban chuyên án cũng tính toán phương án mật phục, truy bắt đối tượng một cách an toàn nhằm cất mẻ lưới cuối cùng. Khi đến nơi thì tôi thấy Lở cách giữa một dòng sông. Tôi thì ở bên, tôi và U ở bên phía đất của Việt Nam, còn Lở thì ở bên bờ kè của phía Trung Quốc. Khi ra đến bờ sông thì đối tượng Lở lại bất ngờ quay ngược về phía Trung Quốc. Lúc này thì theo cái phán đoán của tôi có hai tình huống có thể xảy ra. Tình huống thứ nhất là Lở có thể phát hiện ra tổ công tác mật phục ở phía trên đường. Thứ hai thì Lở không tin tưởng tôi và U nên Lở mới quay lại. Khoảng thời gian chờ đợi Phan Lão Lở có thể nói là những giây phút căng thẳng nhất trong quá trình đấu tranh chuyên án. Nếu thành công thì cái đích kết thúc chuyên án sẽ đến rất gần. Nhưng nếu đối tượng thay đổi ý định thì bao nhiêu công sức, tính toán của ban chuyên án sẽ trở thành con số 0. Rút dây động rừng, đối tượng có thể có những hành động liều lĩnh hơn hoặc tìm mọi cách để trốn sang Myanmar thì cơ hội thành công của chuyên án sẽ rất thấp. Trước sự do dự của Lở, ban chuyên án quyết định rút tổ mật phục về để chờ đợi những động thái tiếp theo của đối tượng. Thế sau khoảng tầm một tiếng sau thế nào, nó lại nhận lời, nó lại lảng vảng, nó đi xuống. Nó xuống sông, nó xuống biên giới, nó lội suối. Nó lội nửa xuống đây lại quay lại. Rồi thì rất khó khăn. Không biết tại sao bây giờ hai lần nó quay lại rồi, lần này không biết thành công không. Sau ba lần rền rứ, có lẽ nhận thấy không còn đường lui, Phan Lão Lở đã quyết định lội qua suối, đặt chân lên địa phận Việt Nam. Ngay sau khi sang đến địa phận Việt Nam,
Phan Láo Lở đã bị tổ công tác mật phục đón lõng và đưa về trụ sở trạm biên phòng Lùng San. Công tác đầu tiên của tôi là tôi mới lật cái khuỷu tay phải lên thì đúng có vết sẹo. Có cái vết này, vết thương nó chưa lành hẳn. Thấy ngay cái vết đấy là mình yên tâm ngay rồi. Vết sẹo chưa lành hẳn ở khuỷu tay là một trong những dấu vết tố cáo tội ác của Phan Láo Lở. Tuy nhiên, trong quá trình đấu tranh ban đầu, Lở không thừa nhận hành vi giết bà Mẩy. Hắn khai rằng vào ngày 20 tháng 6, ngày bà Mẩy chết, hắn cùng với bạn đi chợ phiên vùng biên, sau đó về thẳng nhà. Tuy nhiên, ban chuyên án đã triệu tập các nhân chứng lên lấy lời khai và xác định được sau khi chia tay bạn rời khỏi chợ phiên, không ai làm chứng cho sự ngoại phạm của hắn. Đặc biệt, kết quả giám định mẫu ADN của Phan Láo Lở hoàn toàn trùng khớp với mẫu ADN trên vết máu lạ ở hiện trường. Phan Láo Lở đã phải cúi đầu nhận tội. Lở khai nhận vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 6 năm 2019, sau khi đi chợ phiên về, Lở đã nhìn thấy bà Phan San Mẩy đang đứng ở trên nương, cách Lở khoảng 30 mét. Thấy bà Mẩy chỉ có một mình, xung quanh là nương vắng không người, Lở đã nảy sinh ý định giết chết bà Mẩy. Vì trước đó khoảng 3 tuần, bà Mẩy có gặp, chửi và đổ cho Lở lấy trộm két sắt nhà anh Phan Lao Sự cùng bản Lùng Than. Còn ác quỷ trong Lở bỗng chốc trỗi dậy. Hắn đã dùng tay đẩy ngã bà Mẩy, kéo xác nạn nhân xuống khe nước cạn, sau đó tiếp tục dùng đá đập liên tiếp vào đầu, ngực, mặt của bà Mẩy cho đến khi nạn nhân tử vong. Thực hiện hành vi xong, Lở bỏ chạy về nhà. Trong quá trình giằng co với nạn nhân, Lở đã bị thương ở khuỷu tay. Khi về đến nhà, hắn đã nhờ người hàng xóm là Phan Phủ Khoa và em trai băng bó vết thương cho mình, do sợ mọi người phát hiện ra hành vi của mình nên ngay sau đó Lở đã bỏ trốn sang Trung Quốc cho đến khi bị bắt giữ. Ngày 30 tháng 6 năm 2019, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Láo Lở, sinh năm 1996, về hành vi giết người. Để khám phá đấu tranh thành công chuyện án này, những cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Lai Châu, Cục Hình sự Công an huyện Phong Thổ và Đồn Biên phòng Giao San đã cắm chốt ở bản Lùng Than. Trong nhiều ngày, sự giúp đỡ của bà con dân bản, sự nhiệt tình của những cán bộ biên phòng là động lực không nhỏ để ban chuyên án vượt qua những thiếu thốn về điều kiện vật chất, quyết tâm tìm ra chân dung hung thủ, trả lại bình yên cho bà con vùng biên. Sáng 26 tháng 11 năm 2019, người dân đi thăm vườn cà phê ở thôn 6, xã Tân Lam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, phát hiện tử thi nghi là nữ giới đang bị phân hủy nặng, không còn nguyên vẹn nên trình báo cho cơ quan công an biết. Ngay sau khi mà nhận được cái tin báo thì lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã nhanh chóng phối hợp với cái công an ở cơ sở cũng như là các cái lực lượng nghiệp vụ để mà xác định cái danh tính của nạn nhân cũng như là khoanh vùng các cái mối quan hệ, có mối quan hệ và có cái mâu thuẫn với nạn nhân để mà xác định cái nguyên nhân cũng như là động cơ mục đích dẫn đến cái vụ án. Hiện trường nơi phát hiện tử thi chết không rõ nguyên nhân là một dãy cà phê sắp đến giờ thu hoạch và cách xa khu dân cư nên rất vắng vẻ và ít người qua lại. Ngay sau khi xảy ra vụ án, hàng trăm người dân hiếu kỳ đã kéo đến theo dõi, khiến lực lượng chức năng phải huy động lực lượng để bảo vệ hiện trường và giữ nguyên các dấu vết.
xác định ngay tại hiện trường rất có thể đây là một vụ án mạng, nên công an huyện Di Linh đã báo cáo lên ban giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng xin ý kiến, phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự và phòng kỹ thuật hình sự khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Khi mà chúng tôi xuống hiện trường ấy, thì cái khu vực hiện trường thì nó rất là xa cái khu dân cư, và cái đường đi cũng như là các cái phương tiện ra vào nó rất là ít, cũng như là những cái người để chứng kiến và biết được cái sự việc thì gặp rất là nhiều cái khó khăn. Đấy, thì trong cái quá trình mà xuống hiện trường ấy, đấy, thì chúng tôi cũng rất là tập trung để mà rà soát các cái camera cũng như là các cái những cái người mà có khả năng cung cấp được cái thông tin. Nhưng mà cái giai đoạn ban đầu thì cũng rất là khó khăn trong cái việc nắm tình hình, bởi vì cái thời gian nó xảy ra cái vụ việc là đến khi mà phát hiện nó rất là lâu. Toàn bộ các cái thi thể của nạn nhân đang trong cái quá trình là phân hủy hoàn toàn. Ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ ban giám đốc, các điều tra viên trinh sát của phòng kỹ thuật hình sự và đội ngũ pháp y của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh nhanh chóng chuẩn bị các trang thiết bị, công cụ chuyên dụng để lên đường đến hiện trường. Quãng đường hơn 100 km khá xa, với các cán bộ chiến sĩ phải tạm gác lại các công việc sở giang tại đơn vị để đến nơi phát hiện tử thi một cách sớm nhất. Phối hợp với công an huyện Di Linh, qua công tác khám nghiệm, lực lượng kỹ thuật hình sự xác định nạn nhân là nữ khoảng 40 tuổi, tử vong từ trước đó khoảng 30 ngày. Thi thể nằm ngửa đã phân hủy nặng. Trên áo tử thi đang mặc có 13 vết cắt vải do vật sắc nhọn gây ra. Kế bên đó là nón bảo hiểm, túi xách, nhiều tài sản và giấy tờ nạn nhân không có. Mở rộng tác nghiệp hiện trường quanh khu vực giếng cà phê, lực lượng kỹ thuật còn phát hiện thêm nhiều mẫu xương nhỏ nghi là của nạn nhân xấu số. Thì sau khi khám nghiệm thì xác định đây là trường hợp chết là nữ giới, đã trong giai đoạn phân hủy nặng. Quá trình khám nghiệm thì xác định là trên cái áo tử thi đang mặc là có 13 vết rách vải sắc gọn. Cái nhận định ban đầu của cơ quan điều tra là đây là một vụ, khả năng là một vụ án mạng và có khả năng là giết người cướp tài sản. Nạn nhân khi mà khám nghiệm á, thì không có thu được cái giấy tờ gì thể hiện được cái nhân thân lai lịch, cái tung tích của nạn nhân. Đây là một cái điểm khó khăn cho cơ quan điều tra. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, các trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện Di Linh đi xác minh những người biết việc. Tuy nhiên, thông tin chứng cứ thu thập được tại hiện trường quá ít. Nơi phát hiện thi thể nạn nhân là trong dãy cà phê, tùm và cách xa khu dân cư. Thời điểm phát hiện thi thể của nạn nhân đã phân hủy mạnh, những gì còn lại chỉ là bộ quần áo, chiếc mũ bảo hiểm, túi xách của nạn nhân và bộ xương người không còn nguyên vẹn. Các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với công an huyện Di Linh, công an thành phố Bảo Lộc để cử những điều tra viên, trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm vào cuộc điều tra. Hàng loạt camera dọc quốc lộ 20 của các đơn vị, nhà dân hoặc tại các địa điểm công cộng đã được ban chuyên án truy xuất để thu thập thông tin. Tuy nhiên, những công cụ đắc lực nhất thường giúp công an điều tra truy theo vụ án kiểu này hầu hết chỉ lưu giữ dữ liệu ở một thời gian nhất định, trong khi thời điểm xảy ra vụ án đã cách đây 50 ngày,
nên kết quả thu được hầu như không có gì. Sau đó, lực lượng kỹ thuật hình sự tiến hành giám định, đánh giá các mẫu vật thu thập được một cách vô cùng tỉ mỉ, đồng thời gửi mẫu xương của nạn nhân đến Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an để giám định ADN. Qua quá trình khám nghiệm hiện trường tử thi về thì trong các đồng chí cho tôi biết được cái hiện trường này có phải là hiện trường chính hay không. Đấy, thì chỗ đồng chí Tài có xác định đây có phải là hiện trường chính hay là do một cái hiện trường thứ hai. Báo cáo đồng chí lãnh đạo, đồng chí qua nghiên cứu hồ sơ khám nghiệm hiện trường và bản ảnh hiện trường cùng với nghe thông tin mà tổ công tác đã báo cáo thì tôi xin phép có nhận định như sau. Khu vực phát hiện tử thi khả năng là hiện trường chính, là nơi xảy ra vụ việc. Tại khu vực này thì các vật dụng như là mũ bảo hiểm, về túi sách thì làm lộn xộn. Có nghĩa là đối tượng đã không có hành vi dọn dẹp hay là phi tang các dấu vết tại hiện trường. Căn cứ trên đó thì tôi nhận định rằng đây là hiện trường chính, là nơi xảy ra sự việc. Khả năng là có một đối tượng gây án, vì đối tượng cũng không có thời gian cũng như không có công sức để dọn dẹp cũng như là phi tang các dấu vết. Nếu các đối tượng có số lượng lớn thì có nhiều đối tượng cùng tham gia thực hiện thì khả năng các đối tượng sẽ có những hành vi như là chôn giấu tử thi hay là phi tang các quần áo vật dụng đi kèm với tại hiện trường. Bây giờ mình tiếp tục mình xác định hay mình sẽ làm rõ quần áo, quần và áo của nạn nhân với một cái mũ bảo hiểm đấy, cái mũ bảo hiểm của nạn nhân để lại tại hiện trường, mình lấy cái đó mình đưa lên thông tin đại chúng, mình để xác định được cái mình để truy tìm những cái thân nhân của ai, biết được cái mũ này của ai để gọi điện để tìm kiếm cái nạn nhân trong quá trình này. Nhất thì trong hai nữa thì các cái biết tên là biết đâm ở trên áo này, mình đánh giá được cái các loại vũ khí, có mấy loại vũ khí và loại vũ khí này loại vũ khí gì, mình để đánh giá được về cái tính chất của các loại vũ khí. Theo kết luận của phòng kỹ thuật hình sự, khi giám định không còn phần mềm nên không đánh giá được có tổn thương hay không. Bộ hài cốt không còn đầy đủ, mất một số xương và không còn nguyên vẹn, nghi là có sự tác động của sự vật. Tài sản trên người nạn nhân không còn nên không xác định được bị mất những thứ gì. Ngay trong ngày, thành viên ban chuyên án tập trung lực lượng để xác minh danh tính của nạn nhân. Các trinh sát được tung đi khắp nơi để dò hỏi thông tin liên quan đến các dấu vết còn lại tại hiện trường, đặc biệt là chiếc áo khoác màu hồng và nón bảo hiểm của nạn nhân. Các điều tra viên cũng đã rà soát hồ sơ và thông báo mất tích tìm người thân của các gia đình trên địa bàn huyện Di Linh và các địa phương lân cận. Sau khi khám nghiệm xong thì tối cùng ngày là cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Di Linh tiến hành họp để nhận định cái trường hợp này. Thì sau khi họp đã đi đến cái nhận định là đây là một vụ án giết người cướp tài sản. Và tuy nhiên là cái khó khăn là chưa xác định được cái nhân thân, lai lịch, cái tung tích của nạn nhân và các mối quan hệ xã hội, quan hệ gia đình của nạn nhân. Tối ngày 26 tháng 11 năm 2019 thì cơ quan điều tra đã tiến hành họp và thông báo đến các công an các xã trong huyện và các huyện lân cận để truy tìm cái tung tích của nạn nhân này. Theo đó, có một thông tin quan trọng mở ra manh mối của một vụ án, đó là vào ngày 12 tháng 10 năm 2019,
gia đình chị Đoàn Thị Huỳnh Giao, sinh năm 1977, ngụ tại thôn 8, xã Đam Pri, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, có trình báo về việc chị Giao đã bỏ nhà đi không rõ đang ở đâu. Sau khi mà mình có những cái đặc điểm thu được các cái đó thì liên hệ với gia đình của nạn nhân và yêu cầu họ mô tả lại những cái đặc điểm trước khi chị Giao mất tích, rồi thì một số cái đặc điểm riêng của chị Giao này để mà mình tiến hành sơ bộ nhận dạng để xác định xem có phải là chị Giao hay không. Thì khi mà gia đình này, bạn thân này, rồi một số mà người thân là xác định là về chị Giao này, vì thực ra chị Giao này là có một cái quan hệ bên ngoài rất phức tạp mà gia đình lại không biết được. Đấy, thì khi mà chúng tôi làm việc được ấy, thì mình có nghi ngờ, đúng không? Đây là của chị Giao rồi. Thì cơ quan mình tiến hành thu mẫu để giám định ADN. Đó là mũi phải đi gấp. Sau đó, Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đã phản hồi với kết quả giám định ADN của tử thi. Những mẫu xương thu được tại hiện trường chính là của chị Đoàn Thị Huỳnh Giao. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lâm Đồng nhận định nạn nhân đã bị thủ đoạn sát hại chôn giấu xác phi tang trong rễ cà phê, sau đó cướp đi toàn bộ tài sản rồi bỏ trốn. Cái việc xác định được danh tính của nạn nhân này cũng là một cái khâu đầu tiên để mà mở ra cái nút thắt của cái vụ án này. Nhưng mà sau khi xác định được cái danh tính của nạn nhân là chị Huỳnh Giao thì quá trình là đã tiến hành làm việc và cho người nhà nhận dạng thi thể, thì người nhà nhận dạng được cái thi thể này chính là chị Đoàn Thị Huỳnh Giao, và tiếp tục làm việc với người nhà và những mối quan hệ của chị Giao này thì xác định là trước đó vào khoảng nửa tháng, là vào khoảng tầm ngày 11 năm 2019 thì chị Giao này là có đi hẹn mua bán đất với một người nhưng mà chưa xác định là người nào. Mặc dù đã xác định được danh tính của nạn nhân xấu số, song quá trình điều tra vụ án gặp muôn vàn những khó khăn. Trinh sát xác minh được mặc dù nạn nhân và gia đình không hề xảy ra mâu thuẫn với bất cứ ai, nhưng trong mối quan hệ của nạn nhân vô cùng phức tạp, giao du với nhiều thành phần ở nhiều địa phương khác nhau. Một mũi trinh sát đã về xã Đam Pri phối hợp với thành phố Bảo Lộc để tiến hành lấy lời khai của một số đối tượng trong gia đình nạn nhân, thu thập thêm thông tin, củng cố chứng cứ. Theo người nhà nạn nhân, chị Giao thích đeo vàng và thường cập nhật các thông tin, hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội Facebook. Ngày chị Giao bị mất tích, nạn nhân cho gia đình biết đang đem tiền đi đặt cọc mua đất tại huyện Di Linh. Tất cả những người có quan hệ qua lại với nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ án đều được làm việc để phục vụ công tác điều tra, khoanh vùng những ai tình nghi. Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ, kết hợp với công tác lấy lời khai của những người biết việc, giả thuyết nạn nhân bị sát hại vì mâu thuẫn đã được loại bỏ, không liên quan đến nợ nần, tranh chấp trong thời gian trước khi xảy ra vụ án. Lúc này lực lượng công an tập trung vào nghi vấn các đối tượng cướp giật, ra tay với nạn nhân để lấy tài sản đem bán tiêu xài. Qua cái gia đình nhé, thì đối với chị Giao này chỉ có mối quan hệ rất chi phức tạp mà lại gia đình lại nắm được. Đó, thì chỉ biết rằng chị Giao này trước khi đó là có thông tin là đi mua đất thôi. Đó, thì trên cơ sở như thế thì mình cũng xác định, đúng không? Có thể là chị Giao này bị giết cướp vì lý do là khi đó cái thông tin là chị Giao này mua đất, thì có thể khi vào đối tượng bị đối tượng vào đấy đưa vào cái vùng cà phê đó để mà sát hại, để cướp tài sản. Thì từ nhận định đó thì công an huyện bước đầu đã sàng lọc một số đối tượng nối, đặc biệt là cái đối tượng mà nghiện ma túy. Các đối tượng có tiền án tiền sự, nghiện hút, những người ra tù hoặc trong diện quản lý của địa phương đều nằm trong tầm ngắm của lực lượng công an.
cả đều được xác minh kỹ lưỡng về thời điểm xảy ra vụ án, có mặt hoặc vắng mặt tại địa bàn hay không. Diện đối tượng lúc đó đưa vào tập trung điều tra xác minh là những cái đối tượng, thứ nhất là có quan hệ với chị Giao và làm ăn, tập trung vào cái số làm ăn mua bán đất đai. Thứ hai là những cái đối tượng nghiện ma túy, những cái đối tượng cờ bạc ở cái địa bàn mà phát hiện tại cái xung quanh hiện trường ấy, là khu vực xã Tân Lâm ở huyện Di Linh. Thì tại vì sao đưa ra cái hướng này, tại vì cũng có khả năng là nhận định ban đầu là chị Giao trong quá trình đi giao dịch đất thì đối tượng phát hiện là chị Giao có tài sản nên gây án để cướp tài sản. Trong số này, trinh sát phát hiện ra một nghi can người địa phương từng có tiền án tiền sự. Và sau thời điểm xảy ra vụ án cho đến nay thì không có mặt tại địa phương, lai lịch bất minh, nên báo cáo lên ban chuyên án cử một tổ công tác đặc biệt khẩn trương truy tìm tung tích để phục vụ cho công tác điều tra. Trong cái danh sách mà công an huyện ta dựng lên các đối tượng ở khu vực đấy thì nổi lên đối tượng, mà đối tượng đấy nó có cái phù hợp là ở thời điểm nó không có ở địa phương luôn. Nghĩa sau khi mà vụ án xảy ra thì nó lại đi khỏi địa phương, mà các cái liên lạc mình gọi là khi mà mình xác định nghi ngờ cái đối tượng này á thì mình liên lạc từ thằng này nó đi, nghĩa là càng mình càng theo đuổi như kiểu mình đi bắt nó cơ. Là nó mình cảm thấy nó sự bất minh về giản như nó đang ở Di Linh, nhưng mà ngay sau đấy nó lại ra, nó Bảo Lộc rồi. Bảo Lộc xong đó nó lại đi Vũng Tàu rồi. Mình thấy cái đối tượng cũng rất chi. Thế là ban ngoài cái việc sau khi mà thành lập chuyên án ra thì cái tích cực đầu tiên là cái đối tượng nổi mình phải xác minh, và theo để mình cũng phải xác định cái quan điểm là các cái đối tượng đều mình phải phân và đưa ra và loại hết, đúng không? Những đối tượng nào mà có hiểm nghi hay là có nghi ngờ mình xác minh ở thời điểm đó có khả năng như thế nào. Nếu không có phải dứt rạc là phải loại ra để mình tiếp tục để làm công tác là cả đến các cái đối tượng khác. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định nghi can số 1 sau khi xảy ra vụ án đã ra bến xe để bắt xe khách đi nhiều địa phương khác nhau và hiện đang có mặt ở khu vực thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, nên lập tức lên đường trong đêm, vượt hàng trăm km để lần theo dấu vết của kẻ tình nghi. Quyết không bỏ lọt tội phạm, ban chuyên án liên tục trao đổi thông tin và tung toàn bộ lực lượng tham gia vụ án, cùng nhau sâu chuỗi những manh mối có được dù là nhỏ nhất. Thì từ cái nguồn thông tin này thì kết hợp với cái việc là các cái mối quan hệ của chị Giao này thì anh em đã tiến hành xác minh dựng lên tất cả các mối quan hệ của chị Giao, tập trung vào các cái mối quan hệ mua bán đất vào cái thời điểm mà chị Giao đi khỏi nhà đấy. Thì qua sàng lọc thì cũng thời điểm lúc đó nó cũng chưa nổi lên một cái đối tượng nào. Rồi, tại vì cái nơi chị Giao sống với cái hiện trường xảy ra cái phát hiện xác ấy, thì nó cũng là hai cái địa phương khác nhau, thuộc hai huyện khác nhau, khoảng cách cũng tương đối xa. Trong lúc tổ trinh sát đang đi xác minh nghi can số 1 tại Bà Rịa, Vũng Tàu, thì từ mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, ban chuyên án xác định thêm một nghi can đã từng gặp gỡ trao đổi với nạn nhân Đoàn Thị Huỳnh Giao về việc mua bán đất dãy và làm ăn trước thời điểm xảy ra vụ án. Nghi can số 2 này đến từ địa phương khác và không thường xuyên xuất hiện tại khu vực xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, ban chuyên án vẫn quyết định cử một tổ tập trung xác minh kỹ lưỡng về nhân lai lịch của người này. Trong khi hai mũi trinh sát riêng biệt lần theo hai nghi can, thì các điều tra viên tiếp tục rà soát các mối quan hệ của nạn nhân tại địa phương, đặc biệt là các mối quan hệ liên quan đến làm ăn, mua bán đất dãy, đồng thời bàn giao tử thi cho gia đình để lo hậu sự. Đặt niềm tin vào thì cũng phải là cái đối tượng ở Vũng Tàu, đối tượng ma túy mà gái này không thể loại bỏ được, đúng không ạ? Mà có những cái đi rất là bất minh. Đối tượng này là làm việc ở
lên làm việc và làm thuê xin kiếm sống ở trên địa bàn Lâm Đồng từ khoảng năm 2018. Chị Giao này, chị đi giao dịch đất thì chị có gửi một cái hình ảnh của một cái đối tượng là cho một cái người bạn, thì xác định đây là chính là cái đối tượng mà cái hôm đó đi cùng với chị Giao. Nó nhằm vào những cái người có nhiều tài sản. Như cái chị Giao này là chị đeo rất là nhiều tài sản, nhiều vàng bạc trên người. Đối tượng rời đi có nghĩa là trùng khớp với cái thời gian mà xảy ra vụ án. Một ngày sau khi phát hiện tử thi đang phân hủy, không còn nguyên vẹn trong giấy cà phê vắng vẻ, công an tỉnh Lâm Đồng xác định được danh tính của nạn nhân là Đoàn Thị Huỳnh Giao. Tiến hành rà soát xác minh các mối quan hệ của nạn nhân, ban chuyên án đã xác định được hai cái tên trong diện tình nghi. Một nghi can là người địa phương, từng có tiền án tiền sự, và sau thời điểm xảy ra vụ án cho đến nay thì không có mặt tại địa phương, lai lịch bất minh. Nghi can số 2 đến từ địa phương khác và không thường xuyên xuất hiện tại khu vực xã Tân Lâm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Nhưng thời gian gần đây có quan hệ qua lại và làm ăn với nạn nhân. Một tổ công tác là đi bám sát đi theo cái đối tượng này mà cử ngay đi Vũng Tàu luôn. Thì và một tổ lại thì ở còn tổ công tác ở Bảo Lộc xác minh các cái mối quan hệ của chị này mà gia đình không cung cấp được á. Qua quá trình xác minh thì mình xác định ra được là ngoài ra thì bà này có cái mối quan hệ với một người tên Châu, mà người này á là chỉ biết là Châu miền Tây đấy, là mình không ngoài đến đó là hết, không có một cái thông tin gì về đối tượng này. Đặc biệt đối tượng này thực sự không, mình nói là một nghề dạng đối tượng tất cả nó ở sống ở đấy là 9-10 tháng rồi, nhưng mà khi vào trọ nó cũng tìm cái chỗ mà không phải đăng ký, đúng không? Đó, là tạm trú tạm vắng gì hết, thành thế là cái quá trình điều tra xác minh về đối tượng này rất nhiều khó khăn. Sau những ngày tập trung cao độ, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra truy xét, ban chuyên án đã có được những thông tin phác họa bước đầu về nghi phạm sát hại chị Đoàn Thị Huỳnh Giao. Đó là Nguyễn Phước Châu, sinh năm 1976, ngụ tại xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Châu thuê phòng trọ sinh sống ở phường Lộc Sương, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, làm nghề xây dựng. Thời điểm Nguyễn Phước Châu bí mật rời khỏi thành phố Bảo Lộc, trùng với thời điểm chị Đoàn Thị Huỳnh Giao mất tích. Tại cái thời điểm xảy ra vụ án là đối tượng có mặt tại địa phương, nhưng mà khi phát hiện cái tử thi với khi mà anh em tiến hành điều tra xác minh thì đối tượng tự bỗng nhiên là không có mặt tại địa phương. Cho nên lúc đó cái hướng điều tra tập trung vào cái đối tượng này. Tại vì lúc đó là không có một coi rà soát tất cả các mối quan hệ là không nổi lên cứ một cái gì. Thì tập trung vào cái số đối tượng này thì ban đầu là xác định đối tượng là ở khu vực thành phố Bảo Lộc. Nhưng mà sau đó anh em tiến hành xác minh thì phát hiện là đối tượng đã di chuyển đi đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ban chuyên án lại càng có cơ sở hơn khi rà soát nắm được thông tin Nguyễn Phước Châu đã từng có thời gian đến làm thuê trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Di Linh, nơi phát hiện thi thể của chị Giao trong giấy cà phê. Một mặt theo dõi tiếp cận nghi can số 1 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Một tổ công tác được tập trung phân tích xác minh nhân thân lai lịch của Nguyễn Phước Châu để phục vụ cho công tác điều tra.
cái mũi mà mình ở đi thành đi Vũng Tàu á, của mình á, thì cũng đang là mình cũng đang khó khăn nhiều, nó nghi ngờ vẫn mà mình đặt niềm tin vào thì cũng phải là cái đối tượng ở Vũng Tàu, đối tượng ma túy mà gã này không thể loại bỏ được, đúng không ạ? Mà có những cái đi rất là bất minh, thành thế là cũng một mũi đang ở đấy, à, còn một mũi ở bên này thì các cái thông tin về đối tượng này rất là mơ hồ. Đấy. Thế nhưng mà chỉ có là xác định là sau khi mà mình xác định Châu này á, là có gặp chị Giao này một số lần. Đấy. Rồi thì nhà là cái thông tin của cái một số mà nghỉ trọ ở cái phòng trọ của nó gần đấy thì nói là xác minh là khi là chị Châu này có đến phòng thằng này chơi mấy lần. Đấy, từ đó cũng tạo niềm tin cho cơ quan điều tra. Từ những manh mối thông tin mà bạn bè của nạn nhân cung cấp, trinh sát lần tìm theo đường đi của bị can. Ngoài ra ngày thường nạn nhân có mang trên người điện thoại di động, một số nữ trang bằng vàng và xe gắn máy. Tuy nhiên tại hiện trường không có bất cứ tài sản nào trên cơ thể. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy số tài sản trên và tìm nơi tiêu thụ. Các tiệm cầm đồ, tiệm vàng trong khu vực được tìm hiểu kỹ để xác định đối tượng gây án. Ngoài ra, nguồn tin tại các bến xe cũng được khai thác để xác định hướng tẩu thoát của các đối tượng. Sau khi cái vụ việc xảy ra thì đối tượng không còn lưu trú ở cái nhà trọ này, và cái thời điểm mà đối tượng không còn đối tượng rời đi, có nghĩa là trùng khớp với cái thời gian mà xảy ra vụ án, thì từ những cái thông tin của gia đình cung cấp và người chủ nhà trọ đó thì anh em tiến hành là xác minh, phối hợp với chủ nhà trọ xác minh và đã dựng được cái đối tượng Châu là quê ở Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì ngay lập tức, ngay lúc đó thì một tổ công tác của chúng tôi là từ Bà Rịa Vũng Tàu kết hợp với một tổ từ Lâm Đồng nhanh chóng di chuyển xuống tỉnh Tiền Giang để xác định truy bắt cái đối tượng này. Tại vì trước đó là gia đình cũng cung cấp cái hình ảnh, có nghĩa là khi mà chị Giao này đi giao dịch đất thì chị có gửi một cái hình ảnh của một cái đối tượng là cho một cái người bạn. Thì sau khi đưa cái hình ảnh của cái đối tượng Châu này cho người bạn nhận dạng thì xác định đây là chính là cái đối tượng mà cái hôm đó đã đi cùng với chị Giao, thì xác định đây khả năng chính xác là đối tượng đã gây ra cái vụ án này. Tại thời điểm mà để gì tôi nghĩ cái phòng làm việc tại cơ quan công an huyện Di Linh ấy, khi đó như tôi nói là như một chiến trường, tất cả anh em làm việc gọi là rất chăm chỉ, là một hai nữa tôi là một quá trình làm việc cật lực để mà tìm ra các cái đầu mối, ngoài phối hợp giữa các cái mũi trinh sát xác minh loại bỏ để mà đi đến được nhận định rằng đây đối tượng cái này, thì tôi nghĩ là anh em làm việc cả công an huyện và công an tỉnh phối hợp và lực lượng tập trung vào đấy là mà cái quan trọng nhất ở đây là sự chỉ đạo của ban giám đốc là một, hai nữa lãnh đạo của phòng hình sự, trong đó có đồng chí trưởng phòng và công an huyện Di Linh, sự tận tình chỉ huy kịp thời của công an huyện Di Linh là một trong những nguyên nhân mà đạt được cái kết quả đó. Ngày 27 tháng 11 năm 2019, một ngày sau khi phát hiện vụ việc, ban chuyên án đã tổng hợp các nguồn tin có được và kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ để loại trừ nghi can số 1 đang ở Bà Rịa Vũng Tàu và tập trung lực lượng xuống Tiền Giang để xác định nhân thân lai lịch và truy tìm Nguyễn Phúc Châu. Vì y có hành tung diễn biến hành vi phạm tội phù hợp với kết quả khám nghiệm tại hiện trường.
quá trình đó anh em di chuyển liên tục. Nhưng khi có thông tin là anh em sẽ tổ chức xác minh ngay và di chuyển liên tục và qua nhiều cái tỉnh như là Vũng Tàu, xong rồi đến Tiền Giang. Nói chung là quá trình lúc đó lúc đi thì thông tin nó cũng chưa có rõ lắm, nhưng mà cái đó là nhiệm vụ bắt buộc phải đi, tại vì khi một cái vụ án nó có thông tin thì nói chung nó rất là giá trị, nó rất quý, nên anh em lên đường ngay, nhiều khi không có chuẩn bị kịp đồ đạc, nói chung là đi cứ một bộ trang phục trên người rồi ăn uống thì tự túc, nói chung là đi đến đâu là sẽ xác định là sẽ lo đến đó, và khi mà phát hiện đối tượng thì sẽ phải bắt ngay, thì không để đối tượng tẩu thoát, tại vì đây là đối tượng là giết người cướp tài sản, là đối tượng có hung khí rất là nguy hiểm. Tại địa phương, gia đình đối tượng cũng không biết Châu đang ở đâu và làm gì, vì đã rất lâu rồi Châu không về nhà. Các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với công an tỉnh Tiền Giang chia đi nhiều hướng để xác định vị trí của Châu. Cái quá trình mà xác minh truy bắt đối tượng này cũng gặp rất nhiều khó khăn, tại vì cái nơi thường trú của đối tượng thì lại ở cái huyện khác, không phải ở một cái xã khác, không phải là cái nơi mà đối tượng lưu trú, có nghĩa là cái nơi thường trú, xác định cái nơi thường trú của đối tượng thì đối tượng đã rời đi mà có khoảng thời gian rất lâu rồi, và người nhà cung cấp là địa phương cung cấp là đối tượng đi nuôi tôm cho người khác. Công tác xác minh lúc đó nói chung là cũng rất là bí, tại vì địa phương thì không nắm được đối tượng đi đâu, gia đình thì cũng không nắm được, nên là cái việc anh em đã triển khai xuống Tiền Giang nhưng mà không xác định được. Sau đó là từ một cái nguồn thông tin của quần chúng nhân dân kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ thì anh em xác định được là đối tượng đang làm thuê cho một cái ông chủ nuôi tôm ở khu vực Gò Công Đông của Tiền Giang, thì anh em đã nhanh chóng di chuyển đến cái địa điểm này và kết hợp với công an địa phương có cái động thái là làm sau khi là xác định là cái người chủ này là cũng rất là tốt, cho nên đã làm việc trực tiếp với cái người chủ đã thuê lại cái đối tượng này, hiện đang thuê cái đối tượng này, thì quá trình làm việc thì xác định là đối tượng đang ở trong cái chòi canh tôm của khu vực đìa tôm này. Ngày 28 tháng 11 năm 2019, trinh sát đã phát hiện được Nguyễn Phước Châu đang có mặt tại xã Tân Điền, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, nên quyết định khống chế. Qua khai thác nhanh, đối tượng đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Châu sau đó được di lý về công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Phước Châu một mực kêu oan, phủ nhận mọi hành vi phạm tội. Khi các điều tra viên đấu lý và đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về việc Châu có liên quan trực tiếp đến cái chết của Đoàn Thị Huỳnh Giao, thì đối tượng mới chịu thừa nhận. Tuy nhiên lại khai báo quanh co, gây khó khăn cho công tác điều tra. Sau gần một ngày tập trung đấu tranh, vào tối ngày 28 tháng 11, Nguyễn Phước Châu đã phải cúi đầu nhận tội. Thì quá trình mình đấu tranh thì nó thừa nhận là nó giết.
nhưng mà nó khai báo lòng vòng lắm, nguyên nhân nó khai báo không đúng thực tế của nó. Nhưng mà mình căn cứ vào kết quả điều tra, căn cứ vào cái diễn biến của vụ án thì mình khẳng định đây là âm mưu của nó, là nó muốn là giết để cướp, giết chị này để cướp tài sản. Vì thực ra thằng Châu và chị Giao này có cái quen biết trước đó lâu rồi. Đấy. Đầu tiên nó quen biết là đối tượng này là đi uống cà phê, xong rồi qua Zalo rồi quen biết. Đấy, từ cái sổ quen biết đó thì sau đây nó mới bị tiền đó, thì nó mình điều chị này lên trên đó, mà theo dạng là đi mua đất, nó có nhu cầu. Mà một cái nữa là thằng Châu này có thời gian là làm thuê ở khu vực đấy, làm thuê rất chi là rành rọt từ cái địa bàn ở khu vực đấy, đường đi rồi đường về như thế nào thì nó nắm được. Đó là một trong những nguyên nhân của nó, là nhằm mục đích là để cướp tài sản, giết người để cướp tài sản. Theo đó, vào khoảng thời gian từ đầu năm 2019, Nguyễn Phước Châu có làm thuê tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thông qua mạng xã hội Zalo, Châu có quen biết với chị Đoàn Thị Huỳnh Giao. Sau nhiều lần tâm sự bằng tin nhắn, thì giữa Châu và chị Giao có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 12 tháng 10 năm 2019, chị Giao rủ Châu cùng đi công việc và được Châu đồng ý. Sau đó cả hai đi về hướng huyện Di Linh. Khi đến một dãy cà phê thuộc thôn 6 xã Tân Lâm huyện Di Linh thì chị Giao và Châu dừng xe bên đường để nói chuyện. Khi chị Giao nói về việc Châu hứa hẹn mua đất thì Châu từ chối. Sau đó giữa Châu và chị Giao xảy ra tranh cãi. Châu bực tức dùng cây gỗ tấn công chị Giao và nhặt được một con dao nhọn ở gốc cà phê rồi đâm tới tấp khiến chị Giao gục tại chỗ. Sau khi xác định chị Giao đã chết thì Châu lấy toàn bộ dây chuyền, bông tai, nhẫn vàng, điện thoại di động trên người nạn nhân, dùng xe gắn máy tẩu thoát về phía Bảo Lộc. Trên đường đi, Châu đã vứt bỏ điện thoại di động của nạn nhân, rồi cầm những tài sản lấy được đem đi bán. Sau đó, Châu đón xe khách đi về Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang đến khi bị bắt. Vì lý do là nạn nhân với nó là quen biết nhau, thành thế buộc phải muốn cướp tài sản thì phải giết người. Và nó để điều đến cái vùng mà nó thì thông thuộc nhưng mà rất hẻo lánh, mà cũng nắm bắt được là cái mùa cà phê, mà cà phê gần thu hoạch thì người dân người ta không vào, dân khi nào gần thu hoạch ta mới vào, chứ còn có giá nọ kia là mùa đó không phải làm. Thành thế là có thời gian để mà phát hiện ra cái xác là rất chi khó. Đó là những cái mà để nguyên nhân để cho đối tượng. Và nhưng thực ra khi nó khai là nó dẫn bà chị này đi mua cà phê, nhưng mà mình cũng xác định được chị này không có tiền, đúng không ạ? Đi mua dãy mua vườn thì phải anh phải có tiền hay là thế nào, nhưng mà chị không có tiền, mà mục đích của nó là để mà giết, để chiếm đoạt tài sản của chị. Thứ nhất là mang trên người này, rồi thì xe này, rồi điện thoại này, là những thứ mà đối tượng là nhằm vào. Cái đối tượng Châu này nó có cái mối quan hệ rất là phức tạp với các cái phụ nữ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nó nhằm vào những cái người có nhiều tài sản. Như cái chị Giao này là chị đeo rất là nhiều tài sản, nhiều vàng bạc trên người, như nhẫn, dây chuyền, bông tai, lắc. Thì đối tượng này nó tiếp cận với chị Giao để thực hiện cái việc là tạo cái mối quan hệ, tạo cái tin tưởng. Rồi sau đó là điều nạn nhân đến cái khu vực vắng để thực hiện hành vi phạm tội. Người dân trong cái địa bàn là đặc biệt là chú ý đến những cái đối tượng này, nó điều mình đi để nó thực hiện hành vi phạm tội thì không có cái, thứ nhất là không có đặt mối các cái mối quan hệ với các cái đối tượng này. Đối tượng này nó là đối tượng lang thang ở khác nơi khác tới, nó không có
công ăn việc làm, nó không có mối quan hệ ổn định. Vụ án mạng thương tâm này thêm một lần nữa cảnh báo cho mọi người về sự cẩn trọng khi quyết định gặp gỡ người mới quen biết trên mạng. Trước đó không ít vụ việc về cướp tiền, lừa lấy tài sản như xe máy, tiền bạc, tư trang bị dụ dỗ bỏ nhà ra đi, bị ép quan hệ tình dục. Với nạn nhân và thủ phạm là hai người quen nhau từ các trang mạng, do đó người dân cần hết sức cẩn trọng khi bắt đầu một mối quan hệ trên mạng xã hội, vì có xác định được thân nhân, tính cách, nhiều mối quan hệ xung quanh công việc của người đó không đủ tin cậy để đặt niềm tin. Cần có thời gian để tìm hiểu và tiếp cận mối quan hệ một cách an toàn. Khi quyết định gặp gỡ đối tượng quen mình trên mạng xã hội ngoài đời, người dân nên thông báo địa điểm, giờ giấc và người mình sẽ gặp để người thân được biết. Và lựa chọn địa điểm cũng cần hết sức cân nhắc, không chọn nơi vắng vẻ, hiu quạnh, ít người qua lại và khó tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Tránh việc đặt bản thân vào những tình huống nguy hiểm để rồi phải tự vệ và để lại hậu quả đáng tiếc như vụ án trên.